Phú Mỹ, Vũng Tàu, binh đoàn xe tải vận chuyển đá cày nát đường dân sinh. Người dân sống tại khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ nhiều năm nay phải sống trong cảnh bất an, lo lắng do hàng ngày lưu lượng xe ra vào khu vực mỏ đá núi Ông Trịnh chạy qua tuyến đường dân sinh làm hư hỏng đường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngày 3 tháng 1, phóng viên Tòa soạn Môi trường và Đô thị đã có mặt tại khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ để ghi nhận việc người dân phản ánh. Tận mắt chứng kiến, chúng tôi mới thấu hiểu về nỗi khổ và bức xúc của người dân nơi đây. Chỉ trong ít giờ, phóng viên đã ghi nhận từng đoàn xe hô vô, người dân còn gọi là hổ vồ, nối đuôi nhau ra vào từ các mỏ đá chạy qua khu vực người dân sinh sống, làm cho mặt đường nơi đây bị hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Những hộ dân sống trên tuyến đường Võ Văn Tần thuộc tổ dân cư 12A và 12B, phường Tân Phước phải thường xuyên cửa đóng then cài vì bụi bẩn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều đáng nói là dù lượng xe chạy rất nhiều, liên tục, tất cả các xe đều được cơi nới thành thùng quá khổ và có dấu hiệu quá tải, làm cho tuyến đường dân sinh phải gồng mình chịu đựng từng giờ từng phút, nhưng không hề thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát giao thông thị xã Phú Mỹ hay thanh tra giao thông tuần tra xử lý. Để hiểu rõ hơn về vấn đề, phóng viên đã liên hệ với ông Lý, đội trưởng đội cảnh sát giao thông thị xã Phú Mỹ. Phản ánh về tình trạng trên thì được ông Lý trả lời sẽ cho lực lượng kiểm tra xử lý. Để anh ơi, cho anh em nó đi xử lý chứ đâu rồi. Dạ, anh cảm ơn nha. Tuy nhiên sau một thời gian chờ đợi thì phóng viên chỉ thấy những hung thần xa lộ vẫn liên tục chạy rầm rộ, bấm còi inh ỏi, làm náo loạn cả một khu phố, chứ không thấy bất kỳ lực lượng cảnh sát giao thông nào có mặt xử lý. Công dân Phạm Đăng Khoa bức xúc. Tình trạng xe chạy hết sức bụi bặm, ngày chủ nhật không cho xe chạy nhưng xe vẫn chạy ầm ầm, đường xá lúc tưới lúc không, bụi bẩn kinh khủng không chịu nổi. Đường xá thì ổ gà ổ voi, người dân sống nơi đây đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng không ăn thua, xong đâu cũng lại vào đó. Do những dàn xe chạy liên tục làm nhà cửa bị hư hỏng nhiều điểm, một số chỗ bị nứt từ chân móng khiến gia đình tôi luôn phải sống trong cảnh bất an. Ông Khoa bức xúc cho biết thêm. Nhất là cái bụi, thứ hai là đi xe cộ về bẩn thì người ta đi thì xe nó bắn người ta bẩn tiếp. Bây giờ cứ vào trong nhà mới thấy được các cái bụi bẩn. Thế nhà với quán trong này bán là cửa kiến rồi mà cứ tuần hay là dăm ngày là phải bỏ ra lau hết là tất cả. Bụi bẩn kinh khủng. Xe đi thì nứt hết cả nhà cửa. Nứt đâu không? Hả? Đây này, kéo nứt đây này. Nó dùng nó nguội. Xe cổ thì bụi bặm rồi thì ồn ào thì đủ thứ chạy thì là ngày chủ nhật không cho chạy cứ chạy. Có ngày chẳng có hôm Tết cũng rồi cũng vậy. Nó em Tết là chạy em ầm, chẳng nghĩ gì cả. Đường thì không tưới xong là cứ chạy. Nó tứa chỉ được tí vậy thôi, chẳng đi là nghe nhét về thì xe cộ nước bẩn thỉ rồi xịt chứ chẳng ăn thua gì, nó có đường thoát nước đâu mà xịt chỉ ra vệ tí rồi nó lại lôi vào chứ có ăn thua gì. Thì cũng mấy lần ra xã rồi đấy, chúng tôi tải ra xã đấy rồi, nhưng mà cuối cùng thì lắm rồi cũng vậy, đâu ai giải quyết gì đâu. Trước đó ông đem đổ cái xỉ sắt á, đổ xỉ sắt trước vào chưa có đường này, đổ xỉ sắt xong rồi cả làng nó kéo ra kiện bắt ông mình người này cũng phải hốt. Cuối cùng lấp dưới đồng chảy hốt, cuối cùng xong lâu ngày cái trâu ra bùn rồi xong rồi. Tối là cho chạy 6 giờ, thế nhưng mà 7-8 giờ, 8-9 giờ vẫn chạy. Anh Hiếu, một người dân sống gần đó cũng cho biết xe chạy bụi bặm lắm, xe chạy rất nhanh, chạy liên tục cả buổi trưa, gia đình không sao ngủ gì được. Các anh làm sao kiến nghị bảo họ cho chạy chậm lại, chứ đi đường rất nguy hiểm. Theo thông tin người dân cho biết, khu vực núi Ông Trịnh thuộc phường Tân Phước hiện nay có khoảng 6 đến 7 mỏ đá được cấp phép khai thác như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Hoàng Diệu và công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác khoáng sản Việt Úc, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thảo và những đơn vị khai thác khác. Việc hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng tải lớn liên tục ra vào hành dân làm cho hạ tầng giao thông hư hỏng nặng và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong một thời gian dài khiến dư luận bức xúc. Nhưng dường như chính quyền sở tại và các lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không thấy điều này. Trong khi đó, ngày 13 tháng 12 năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký công điện số 1725 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2022. Trong công điện, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông, trong đó có vi phạm chở quá trọng tải. Dư luận đặt ra câu hỏi có hay không việc buông lỏng quản lý của các ngành chức năng liên quan thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thiết nghĩ không thể vì lợi ích của một doanh nghiệp mà đánh đổi sức khỏe môi trường sống của người dân. Đề nghị lực lượng các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sớm vào cuộc kiểm tra xử lý dứt điểm để trả lại môi trường sống cho người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.